Settimo giorno. Ngày thứ bảy, Đức Maria, mẹ của lòng xót thương, xin lắng nghe tiếng âm thầm của những người nghèo. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin lay động lương tâm của chúng con để biết lắng nghe lời kêu cầu âm thầm của người nghèo. Giáo hội không có những người nghèo sẽ không là giáo hội như Chúa Giêsu muốn. Nhìn vào bối cảnh của cuộc sống, gần đây tôi đọc được một chứng từ của một tình nguyện viên ở châu Phi và trải nghiệm của anh trong một trại tị nạn khi phân phát thực phẩm. Một tình trạng hỗn loạn đáng báo động. Tình nguyện viên nhận ra rằng nguồn cung cấp đang cạn kiệt, trong khi những người đói thì ở bên bờ vực tuyệt vọng. Phía sau đoàn người xếp hàng là một em nhỏ 9 tuổi. Khi đến lượt em thì chỉ còn lại một quả chuối. Họ đã đưa cho em. Em bé bóc vỏ chuối, chia một nửa cho em trai và một nửa cho em gái. Còn em liếm phần bên trong vỏ. Tình nguyện viên thú nhận rằng chính khoảng khắc đó anh đã tin vào Chúa. Bình giải của cha bề trên cả. Lựa chọn dành cho những người trẻ nghèo, người trẻ bị bỏ rơi và những người trẻ gặp rủi ro phải luôn ở trong trái tim và trong đời sống của gia đình Salesian kể từ Don Bosco lẫn ngày hôm nay. Ngày nay, tình trạng nghèo nơi người trẻ đã tăng gấp bội và ngày càng rộng lớn. Nghèo về kinh tế, xã hội và văn hóa, nghèo về tình cảm và gia đình, nghèo về đạo đức và tinh thần. Trong nhiều bối cảnh, tình trạng thất nghiệp và thất học tác động lớn đến dân số trẻ hơn. Rất nhiều lần, những hình thức nghèo đói đa dạng này khiến trẻ em và thanh niên không có cơ hội phát triển một cách thanh thản, không có được một nền giáo dục phù hợp hay không thể tự quyết định tương lai của chính mình. Hôm nay, Don Bosco và giáo hội sai chúng ta đến làm việc giữa những người trẻ nghèo. Nhưng để sự âm thầm của người nghèo được chuyển thể thành một bài ca ngợi, thì cũng cần thiết phải nhận thức và hình dung ra một loại kinh tế khác mà vào cuối thế kỷ trước đã có. Loại hình kinh tế này không chỉ là một lý thuyết mà còn được thực hành. Chính nền kinh tế của sự hiệp thông đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà kinh tế và doanh nhân trẻ, những người đã xác định với phong trào nền kinh tế của Đức Francisco. Như thế, tà áo của Đức Mẹ của lòng xót thương vẫn mở rộng đến tận cùng thế giới. Để một ngày không xa, chúng ta hy vọng sẽ không còn một ai bị thiếu thốn nữa. Điểm quy chiếu Salesian. Một buổi tối mưa tầm tã vào tháng 5 năm 1847, một cậu bé khoảng 15 tuổi, ướt sũng nước xuất hiện. Cậu xin bánh mì và nơi trú ẩn. Mẹ của cha đưa cậu vào bếp gần đống lửa, để trong khi cậu được sưởi ấm thì quần áo của cậu cũng được khô. Trong khi cậu lấy lại sức với bát súp nóng và một ít bánh mì, cha hỏi xem cậu ấy có đi học chưa, có người thân không và công việc của cậu ấy là gì. Cậu bé trả lời, con là một đứa trẻ mồ côi nghèo đến từ Valle di Sesia. Những người sống ở đó chuyên chăn nuôi và trồng trọt trên núi cao. Họ rất nghèo và thường xuyên phải di cư. Con đã có gần 3 franc, nhưng con đã tiêu hết rồi. Bây giờ con không còn gì và không còn ai thân cận nữa. Xin cho con được qua đêm trong một góc của ngôi nhà này.
Nói xong, cậu ấy bắt đầu khóc. Mẹ cha đã khóc với cậu ấy, và cha cũng vô cùng xúc động. Nếu cha biết con không phải là một tên trộm, cha sẽ cố gắng giúp con. Nhưng những người khác đã lấy trộm một số chăng, và con có thể cũng lấy trộm một vài cái khác. Thưa cha, đừng lo. Con nghèo nhưng con chưa bao giờ ăn trộm gì cả. Nếu con muốn, mẹ cha nói, mẹ sẽ cho con tá túc tối nay, và ngày mai chú quan phòng sẽ lo. Ở đâu? Ở đây trong bếp. Người mẹ tốt bụng đi ra ngoài với sự trợ giúp của cậu bé mồ côi, đã lấy một số viên gạch làm bốn cây trụ nhỏ trong nhà bếp, rồi đặt mấy tấm ván lên trên cùng với một tấm nệm. Đó là chiếc giường đầu tiên được chuẩn bị tại Nguyễn Xá. Chứng từ thế giới xa lê riêng. Tôi tên là Sebastian Caraugo. Tôi là một cộng tác viên xa lê riêng. Tôi sống ở bờ biển Nga và đồng hành với những người nghèo trong những hoàn cảnh mà chúng tôi biết họ, lắng nghe họ và giúp đỡ họ bằng đủ mọi cách. Ví dụ, trong suốt thời gian khủng hoảng vì dịch bệnh, chúng tôi hỗ trợ những người nghèo thực phẩm và những nhu cầu thiết yếu với sự trợ giúp của gia đình Salesian. Chúng tôi tìm công việc trong các xưởng cho một số người không có việc làm để họ có thể tự nuôi sống bản thân, trở nên người Kitô hữu tốt và những công dân lương thiện. Affidamento a Maria. Phó thác cho mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, xin đón nhận chúng con dưới tà áo của mẹ và xin làm cho chúng con có khả năng chia sẻ cuộc sống của mình với những người nghèo, để không chỉ cho đi những gì chúng con dư thừa, mà cả những gì chúng con đang thật sự rất cần đến. Xin giải thoát chúng con khỏi thói đạo đức giả của tiền bạc được bố thí để trấn an lương tâm, hoặc trao tặng sự quan tâm để chúng con cảm thấy tốt hơn. Xin hãy làm cho chúng con có khả năng thực hiện tình yêu thương vô vị lợi mà con của mẹ đã bày tỏ cho nhân loại, cho những người thấp bé nhất và nghèo khổ nhất.